Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, những cơn mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện suốt từ đêm qua tới giờ ở Bắc Bộ, nên nền nhiệt ngoài trời ở miền Bắc lúc này khá thấp, chỉ từ 25 tới 27 độ. Trong ngày hôm nay, từ giờ đến trưa, ở khu vực vùng núi Trung Du phía Đông Bắc Bộ vẫn còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhưng đến chiều, mưa ở khu vực phía Đông tạm ngớt, cả miền Bắc trở lại với trạng thái mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt tăng lên ở mức từ 29 tới 32 độ. Trong tối và đêm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ lại có mưa, nhưng cường độ mưa giảm chỉ từ 10 tới 30mm. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa có xu hướng gia tăng lên diện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa trong tối và đêm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ lên tới từ 30 tới 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Không có nhiều những cơn mưa dông, nhưng cũng nhờ có gió đông nam ẩm mà miền Trung lúc này trời nắng chưa gắt, nhiệt độ ngoài trời chỉ từ 27 tới 29 độ, chưa quá oi bức. Trong ngày hôm nay, đới gió đông nam ẩm vẫn còn phát huy tác dụng, nóng tập trung ở các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào tới Ninh Thuận với mức nhiệt cao từ 35 tới 37 độ. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và tỉnh Bình Thuận có mức nhiệt dịu hơn trong khoảng 33 tới 35 độ. Dự báo nắng nóng ở miền Trung có xu hướng dịu dần trong từ 1 đến 2 ngày tới, từ ngày 27 tháng 8 sẽ có xu hướng gia tăng trở lại. Với khu vực phía Nam, dự báo tình trạng tạnh giáo ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì được từ nay đến khoảng 13-14 giờ chiều. Sau 13 giờ, Nam Bộ sẽ có mưa dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn Tây Nguyên có mưa từ sau 14 giờ, diện mưa ở mức rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giao động từ 29 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ, mức nhiệt trong khoảng từ 32 tới 34 độ. Trên biển, mưa dông vẫn xuất hiện ở khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, cũng như khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.